là các bạn xem chương trình chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Juju. Bây giờ là 8 giờ sáng của ngày 3 tây tháng 10. Tisu đang đứng ở trên đường, đường này là đường Trần Phú, ngay cái dốc cầu Dược Thanh đổ xuống ở cái hướng bên này cầu, và bên kia thì chúng ta sẽ lên dốc cầu để qua bên kia chợ. Thì cô chú anh chị các bạn mình nhìn thấy là ở ngay cái góc bên tây phải của Tisu là cái góc đường Bà Triệu đó. Thì ngay cái góc này hôm nay họ có một cái chốt chặn, và người ra vô là phải có cái sự kiểm soát của, có nghĩa là những người thuộc cái khu vực ở trong đó thì người ta mới được ra vô. Thì Tisu nói như vậy thì có nghĩa là ở Phan Thiết của mình sau một cái khoảng thời gian ngắn ngắn thôi, hết chỉ thị 16 trở qua chỉ thị 15, nhưng mà tới nay vào lúc 0 giờ của ngày 4 tây tháng 10 là qua sáng ngày hôm sau đó, là ở bên Nam Sông Cà Ti, là như Tisu đang đi trên cầu như thế này là chắc chắn là Tisu sẽ không đi qua được nữa. Sẽ trở lại 16 cho khu vực Nam Sông Cà Ti. Cho nên là đây là một cái tin mà thật sự là không có ai mong muốn, và sẽ rất là tốn nhiều thời gian và công sức của cả những cái người để mà thực hiện cho cái việc hạn chế cho người đi lại, để giảm được cái Covid trong cái thời gian tới cho thành phố Phan Thiết quê mình. Và những người dân mà ở bên Nam Sông Cà Ti này thì chắc chắn một điều rằng là sẽ phải hơi khó khăn hơn so với ở cái khu vực Bắc Sông, mà vẫn có một vài nơi sẽ áp dụng theo chỉ thị 16 ở khu vực Bắc Sông, và một vài nơi thì áp dụng chỉ thị 15. Cho nên là Tisu đi quay cái video này để chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn cái cảnh Phan Thiết quê mình, cảnh đi vào chợ Phan Thiết quê mình, rồi coi thử là tình hình hiện ở Phan Thiết mọi người chuẩn bị ra làm sao. Hồi đợt trước á, thì khi mà áp dụng chỉ thị 16 thì Tisu thấy là mọi người cái ngày mà giống như ngày hôm nay là trước một ngày để mà áp dụng chỉ thị, là Tisu thấy mọi người chạy ngoài đường nhiều lắm, chạy để mà mua đồ. Nhưng mà qua một khoảng thời gian, như Tisu nhớ là gần cả một tháng, thì lúc đó là đồ đạc rồi cái thứ đó là bây giờ đó là họ bán online rất là nhiều, cho nên bây giờ Tisu thấy là cũng không có nhiều cái cảnh mà chạy đi mua đồ rần rần đứng chờ nữa. Mấy đợt trước đó là thấy là đợi mua thuốc tây rồi mua đồ khô, đồ trữ, đồ luôn hết. Cái đường này là cái đường vô chợ nè, đường này vô chợ là đường Ngô Sĩ Liên, ở cái đầu đường này từ chùa Ông đi vào đó. Ở trong chợ cũng rất là đông nha cả nhà mình. Tisu nhìn ở góc này Tisu thấy rất là đông. Và như tuần trước á, Tisu có nói cả nhà mình là đi vào chợ là phải có giấy được phép vào chợ hoặc là test Covid âm tính thì mới được vào. Thì tuần trước Tisu đã đi vào trong để chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn rồi. Nhưng mà hôm nay với cái tình hình là qua ngày tối nay là Nam Sông là sẽ áp dụng 16, cho nên là Tisu sẽ không đi vào chợ nữa. Tại vì bây giờ mọi người đổ xô đi chợ kìa. Mình đứng đây mình nhìn vô thôi ha. Ở mình thấy mọi người đứng đổ xô đi chợ chổng mà Tisu thấy đông. Đó, thấy không? Cho nên là bây giờ mình cũng hạn chế đi vào chỗ đông người. Tisu cũng chỉ ở trên xe máy đi vòng các con đường thôi, để quay chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn. Thì Tisu lại gần chút xíu nha. Đường này thì mình chỉ là đường đi một chiều thôi, mình phải cua lại để Tisu cua lại. Và bây giờ thì Tisu thấy là mọi người chờ Tisu một chút. Bây giờ là Tisu thấy là đây là cái góc đường vào chợ nè. Đó, đây là những chị bán cá nè. Mình
định đi vào đứng đây một chút xíu nhưng mà thôi. Dễ không nha. Cái hình ảnh chợ Phan Thiết Phan Hương này thì chắc là Tiso thấy là áp dụng chỉ thị trong vòng 14 ngày. Thì hy vọng là 14 ngày sau thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trên con đường, những con đường thân thương thuộc khu vực chợ Phan Thiết này. Ở cảng cá Cồn Chàm Phan Thiết của mình đó, là bây giờ đi xu đọc đó là thấy là tại vì có nhiều ca xuất phát từ chỗ cảng cá Cồn Chàm này cho nên là hình như là đã tạm dừng hoạt động rồi. Đây, bên góc này thì cũng như vậy. Thì cô chú anh chị các bạn mình nhìn thấy là bên đường này thì ít đông hơn bên kia ha. Mình đứng đây mình nhìn coi mọi người đi chợ nè. Ở ngay góc này là có những cái chợ tạm về trái cây hay là củ quả, hoa. Mình đứng đây mình nhìn ngó ha, khu vực gần quanh chợ. Ngay chỗ này là vườn bông nhỏ. Thời đầu tiên nhất mà khi mà bắt đầu hạn chế đi lại chỗ đông người thì đi xuống thấy mọi người mua hàng rất là nhiều. Nhưng mà lần thứ hai thì giảm bớt. Và bây giờ Tê Xô thấy là cái hiện tượng mà mọi người tranh nhau chen mua để dành ở nhà cho những cái ngày kia thì không còn nhiều nữa. Tại vì bây giờ khi mà mình không có đi ra chợ mua được đó, thì những cái chợ họ cũng rất là linh hoạt, là họ làm kết nối Zalo rồi Facebook để cho mọi người đi vào đặt hàng rồi đem lại tận nhà. Thì khi đem lại tận nhà thì tiền ship khoảng chừng 10.000, 20.000 gì đó. Thì mình tính có nhiều người người ta nói ủa sao 10.000, 20.000 dữ vậy, sao không free ship. Nhưng mà thật ra nếu mà mình xách cái xe của mình đi, mình đi mua thì mình cũng phải tốn tiền xăng, đúng không ạ? Mình cũng phải tốn tiền xăng, rồi xe của mình nó cũng phải khấu hao máy móc thiết bị hao mòn. Cái dù nghĩ là nó cũng đâu vô đó hà, cho nên là có lại cái những cái ngày gì là người ta đi ship người ta cũng khó khăn đó, người ta cũng phải test covid đó. Hồi xưa thì nó mắc, bây giờ là test gộp thì nó rẻ hơn. Gộp là sao? Gộp là hai người gộp vô thì test ra có 100 mấy chục ngàn thôi. Kể chuyện vui là lâu lâu lên Facebook vô mấy cái nhóm á, có người lên chứ ơi hôm nay tôi đi test covid nè, có ai đi test gộp chung với tôi không để tiết kiệm tiền. Thì sự ra mình thấy là nếu đi mình thì nó tốn nhiều, còn đi hai người á thì nó sẽ giảm đi một nửa. Cho nên là nếu như mà bây giờ thành ra trở thành là những người mình không quen biết rồi hỗ trợ cùng với nhau để giảm được cái chi phí cho người dân trong ngày dịch này. Rồi, mình đi qua ở đây là đường này là đường Lý Tự Trọng. Đi xô đi dạo vòng quanh cái khu chợ lớn để cô chú anh chị các bạn mình nhìn thấy cái ngày, một ngày trước khi áp dụng cái chỉ thị 16 ở khu vực Nam Sông và một số cái khu vực ở bên Bắc Sông Cà Ti cũng có nữa. Đi xô nhớ là một phần ở Phú Tài, một phần ở ở một số phường nào đó, mà một phần nhỏ thôi chứ không phải là nhiều. Rồi đây nè, đây là hai cái chỗ mà bán rau củ quả sỉ nè. Trời ơi đất ơi, đông ơi là đông. Mình đi qua thôi cả nhà mình nha, chứ không đi đứng lại đâu. Bây giờ ở đây là mọi người đi chợ, đi búa, đi mua đồ, mua đèn. Tại 16 thì Tê Xu nghĩ là chắc là họ sẽ không được bán hàng. Rồi xe cộ dịch nọ đồ là mà chở từ
chở từ bên này xong qua bên kia xong là không có. Và thường á là cái ngày này vào chủ nhật á thì cô chú anh chị các bạn lên đây á, là thấy là họ sẽ đóng cửa, nhưng mà hôm nay Tiso thấy họ mở cửa nè, đường Nguyễn Thái Học. Có thể là sáng chủ nhật họ mở cửa đó, mình đang đi qua đường Nguyễn Thái Học. Tiso sẽ không đi quay được ở chợ, bên đường xung quanh chợ nữa rồi. Thì mong là sau 2 tuần thì mọi thứ trở về bình thường, để cho mọi người sẽ có được cái cuộc sống bình thường. Bên này là khu vực bán hoa, bán trái cây. Như chắc chuẩn bị ngày gì đó cho nên là thấy hoa với trái cây về nhiều quá trời ha. Này là tháng 8 hả? Nên tháng 8 mình riết cái mình không để ý đến ngày tháng luôn. Đang đi trên đường Đinh Tiên Hoàng à. Sẽ đi con đường hẻm này để băng qua lại bên đầu đường Ngô Sĩ Liên bên kia. Cô chú anh chị các bạn nhìn thấy là hôm nay á, ở bên cái đoạn đường này người ta đi chợ đông hơn mọi ngày ha. Chắc 16 là cũng phát phiếu đi chợ ngày chẵn ngày lẻ, còn mấy hôm trước đó là chỉ cần có phiếu đi chợ hoặc là 3 ngày đi một lần. Cái góc đường trên kia là họ chốt ngay cái góc giữa đường Ngô Sĩ Liên với lại đường Liên Kiệt, là họ sẽ có cái chốt trong đó, cho nên mình sẽ không đi vào được, mình chỉ có để xe ở đây là mình đi vào thôi. Dạ không mà đó, cho nên là tới đây là tôi xô cua lại nha. Xung quanh chợ
kiểu quan phục mà. Thì họ bán hàng là họ giăng dây có khoảng cách hết ha, để cho người ta không có lại gần mình á, đứng khoảng cách ra. Cô này bán xôi muối mè nè, hồi đó thì bánh bèo, hồi đó thì cổ gánh ngồi cái hàng ở trong chợ, rồi từ sau cái không có gánh nữa mà họ mang đi lên trên cái xe đẩy để đẩy đi. Mình sẽ vòng qua cái góc Trọng Phú là đường Trọng Thánh ngày trước á, để mình quay trở về lại cái góc đầu chợ Phan Thiết. Hôm nay mọi người tranh thủ đi mua đồ. Cái 16 này ở khu vực Nam Sông này là mới cả nhà mình mới ngày hôm qua, nên là ngày hôm nay là một ngày để người dân chuẩn bị, rồi tối nay á là đi vòng vòng là 8:25. Đó thì Tisu cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem chương trình ha, và đăng ký kênh ủng hộ Tisu. Trong cái video clip này thì sự là Tisu chỉ muốn đi quay để mình đỡ nhớ bên phía chợ hơn thôi. Tại vì cũng sẽ có một cái khoảng thời gian nữa là sẽ không có đi quay được cái video clip về bên chợ chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn. Và khi mà đi quay những cái video clip này thì tâm trạng của mình không có cảm thấy vui, cho nên là cả nhà mình sẽ nghe cái tiếng của mình nó sẽ không có được gọi là rỗng rãng giống như mấy hôm trước. Tại vì thật sự là sắp tới là mọi người sẽ phải hạn chế di chuyển nè, rồi nhiều thứ khác nữa để Phan Thiết được trở về bình thường. Thì chúc Phan Thiết của mình mau khỏe, chúc cô chú anh chị các bạn sức khỏe, chúc những người dân quê mình cân bằng trong cuộc sống, rồi bình an, sức khỏe. Bây giờ thì Tisu xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.